kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Bóng Thời Gian của truyền hình Hậu Giang. Kính thưa quý vị, với trình độ phát triển ngày càng cao của con người, có thể dự báo được các hiện tượng tự nhiên, thời tiết sắp xảy ra trong tương lai, nhưng thật khó để xác định những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Thứ nhất, ở thời điểm là cách đây hàng ngàn năm lịch sử. Có một câu chuyện được truyền miệng trong dân gian, được chép lại trong Kinh Thánh, rằng có một trận đại hồng thủy từng hủy diệt loài người. Không một ai sống sót, chỉ có gia đình của ông Noah sống sót nhờ đóng một cái tàu lớn theo sự hướng dẫn của Chúa. Truyền thuyết có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Tuy nhiên, những phát hiện của con người từ thập niên 80 đến nay đã cho thấy rằng từng có một con tàu Noah trong trận đại hồng thủy khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại. Quý vị tin hay không tin vào điều này? Trước tiên, xin mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Bóng Thời Gian ngày hôm nay. Tàu Noah hay Noe là con tàu được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của sách Sáng Thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Noah đóng con tàu theo ý Chúa để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt của trận đại hồng thủy của Thiên Chúa. Vì sao Thiên Chúa tạo ra con người nhưng lại muốn hủy diệt con người? Thắc mắc này thì Ngọc Mai nghĩ rằng chỉ có thể lý giải trong Kinh Thánh. Chuyện Kinh Thánh. Đức Chúa Trời nhận ra rằng loài người càng sinh sôi nhiều thì họ càng phạm tội đến nỗi không thể cứu chữa. Ngài hối hận vì đã tạo ra loài người nên quyết định sẽ hủy diệt tất cả thế giới bằng trận đại hồng thủy. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thấy ông Noê là người công chính nên không nỡ loại trừ cả ông. Đức Chúa Trời phán truyền cho ông Noê: "Ngươi sẽ làm tàu thế này, chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu ngươi sẽ đặt ở bên hông. Ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa, rồi tầng trên." Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn ông Noe cách thức để sinh tồn và bảo tồn giống động thực vật trong tàu. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình. Đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Sau trận lụt kinh hoàng, nước rút dần khỏi mặt đất, thì ông Noe thả một con quạ bay ra khỏi tàu xem tình hình bên ngoài. Lần thứ nhất, con quạ không tìm được chỗ đậu chân vì nước chưa rút, nên nó bay về lại tàu. 7 ngày sau, con bồ câu được thả ra lần nữa, và lần này nó bay trở về trên mỏ ngậm cành lá ô liu tươi. Ông Noe biết là nước đã giảm xuống, mặt đất đã hòa bình vì Đức Chúa Trời đã thôi cơn thịnh nộ. Ngày nay, hình ảnh chim bồ câu ngậm cành lá là biểu tượng của hòa bình. Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, những nhà truyền giáo từ cổ chí kim đều kể lại rằng họ đã rất kinh ngạc khi khám phá ra nhiều dân tộc từ rất lâu đã truyền từ đời này sang đời khác truyền thuyết về một trận lũ lụt khủng khiếp trên quy mô toàn cầu. Có rất nhiều điểm cực kỳ giống với những gì được ghi chép trong Kinh Thánh. Ước tính có gần 600 câu chuyện kể về trận đại hồng thủy này. Ngày nay, người ta nghe những câu chuyện về đại hồng thủy, con tàu Noah như là nghe một câu chuyện cổ tích thú vị mà không nghĩ rằng nó tồn tại, cho đến khi con tàu Noah được tìm thấy tại một đỉnh núi của Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn biến của sự kiện chấn động này ra sao? Mời quý khán giả cùng theo dõi. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1987, ở dãy núi Ararat, thống đốc tỉnh Agri của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với thế giới rằng Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Atatürk, cơ quan khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận khám phá của nhóm thám hiểm Tren Watch. Đây là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1957, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, với bức ảnh chụp từ trên không phía đông Thổ Nhĩ Kỳ vì mục đích quân sự,
Vô tình cho thấy một hình dạng giống như một chiếc thuyền trên đỉnh núi cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển. Sau đó, tạp chí nổi tiếng Life đã đưa tin về một cuộc thám hiểm của người Mỹ đến khu vực này vào năm 1960. Họ còn làm lũng cái lỗ cấu trúc lạ này, nhưng một số thành viên trong nhóm thám hiểm đã kết luận ở đây chẳng có gì để nhà khảo cổ học quan tâm. Cũng như các nhà khảo cổ học khác, John Quartz đã đọc được thông tin trên, nhưng ông vẫn bảo vệ quan điểm rằng hình thù kỳ lạ kia cần được khai thác nhiều hơn. Rồi một cuộc tranh cãi về con tàu Noe trên miệng núi lửa Ararat diễn ra. Ông John bắt đầu chú ý đến lời kể trong Kinh Thánh và con tàu yên nghỉ vào tháng thứ 7 ngày 17 tháng ấy trên dãy núi Ararat. Sau nhiều nghiên cứu, John Wyatt làm một chuyến hành trình đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, thứ hiện ra trước mắt ông là hình dáng một chiếc thuyền. Ông nhận thấy mình cần được cấp phép để có thể khai quật những gì bên dưới. Ông về nhà liệt kê ra những người bạn có thể giúp ông và cầu mong một trận động đất ngay tại khu vực này để làm lộ ra thêm một số manh mối. Không ai ngờ, vào cuối năm 1978, ông được báo tin có một trận động đất xảy ra tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Một năm sau, ông đã trở lại nơi này. Khi đến nơi, mọi thứ hiện ra vượt cả mong đợi của ông. Trận động đất đã làm rơi rụng hết lớp đất xung quanh. Một con tàu với đầy đủ các khung sườn đã hiện ra. Wyatt đã có thể đo được chiều dài của vật thể là 515 feet, khoảng 150 mét, chính xác với những gì ghi trong Kinh Thánh. Sau đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận đây chính là con tàu Noe. Khu vực này trở thành công viên quốc gia, báu vật của họ. Vì sao con tàu có thể ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển? Các nhà nghiên cứu đã lý giải rằng khả năng trận đại hồng thủy khủng khiếp đã dâng nước lên cao hơn ngọn núi và khi nước rút thì con tàu bị mắc kẹt lại ở đó. Qua hàng ngàn năm nó đã quá đá. Nhưng để thuyết phục người ta tin rằng đó là con tàu của Noah do một trận đại hồng thủy gây ra, bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã tiếp tục đưa ra những bằng chứng đắt giá khác. Chúng ta hãy cùng xem đó là gì. Gỗ của con tàu được tìm thấy trên dãy núi Ararat đã bị quá thạch. Các chất hữu cơ đều đã bị thay thế bằng khoáng chất, chỉ còn lại hình thù và dấu vết của các thanh sườn tàu. Để nhận ra những vật thể nằm bên dưới mặt đất, các nhà khoa học sử dụng sóng siêu âm xuyên qua mặt đất. Radar ngầm đã giúp xác định rõ các cấu trúc. Chúng hoàn toàn đối xứng và có bố cục rất hợp lý. Đây là những kích thước chính xác như được mô tả của con tàu trong Kinh Thánh. Bên trong mẫu cổ dáng cực kỳ cổ xưa đã quá thạch này, người ta tìm thấy dấu vết của những cây đinh sắt. Kiểm tra cho thấy phần keo dán rỉ ra từ các lớp cổ dán. Bề ngoài của mẫu vật từng được phủ một lớp nhựa đường cũng đã quá thạch. Những cây đinh sắt bên trong mẫu cổ dáng cực kỳ cổ xưa đã quá thạch. Kết quả phân tích cho thấy nó được làm bằng một loại hợp kim, trong thành phần có chứa cả nhôm, chứng tỏ thời đó nhân loại có công nghệ rất cao. Cách con tàu vài cây số, người ta tìm thấy nhiều khối đá rất lớn, một số dựng đứng, trong khi số khác nằm dài trên mặt đất. Những khối đá này có khối lượng lên đến cả tấn và có lỗ xuyên qua thân mình. Các nhà nghiên cứu đã công nhận rằng chúng là những cái neo, những cái lỗ là để buộc dây thần. Những tảng đá neo này có thể dùng để giữ thăng bằng cho tàu. Và đây là mẫu vật quá thạch các nhà khoa học thu được tại hiện trường, có niên đại đúng thời điểm kể trong Kinh Thánh, gồm mẫu phân động vật quá thạch, gạc khưu quá thạch, một chùm lông mèo. Những nghiên cứu mới đây tiếp tục khẳng định đại hồng thủy.
tháng 9 năm 2004, những nhà khoa học từ một số tổ chức, trong đó có Robert Pala, người nổi tiếng với việc phát hiện ra xác của Titanic, đã tiến hành một cuộc thám hiểm tại Biển Đen, khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Họ phát hiện ra dưới đáy biển có những bằng chứng cho thấy có sự sinh sống của con người ở đây, đó là những mảnh gỗ, đá và một chiếc thuyền cổ. Điều đó đưa họ đến giả thuyết rằng Biển Đen trước kia vốn chỉ là cái hồ nước ngọt có dân cư sinh sống xung quanh, nhưng một trận lục lớn có thể đã nhấn chìm và cuốn trôi mọi thứ, kể cả con người, biến cái hồ nước đen thành đại dương nằm trong đất liền lớn nhất thế giới. Tuy chưa thể khẳng định chính xác, nhưng rất có thể trận đại hồng thủy Noe được nói đến trong Kinh Thánh đã xảy ra ở Biển Đen. Nếu đúng là con tàu thật đã quá đá hàng ngàn năm thì rất có thể do nước lục dâng cao. Thế nhưng vì sao trong quá khứ lại có một thảm họa khủng khiếp đến như vậy? Theo quan niệm tôn giáo, đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thối quá biến chất của con người.我已經進入了方舟的遺骸的內部。 好的。 280.